Phật ba thân nhân thế họ tìm, trăm ngàn muôn kiếp đau điên, vô minh dứt sạch chứng liền pháp thân. Nam mô Lăng Nghiêm Hội Thượng Phật Bồ Tát. Toàn thể đạo tràng cùng chúng tôi chắp tay niệm Phật. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính thưa toàn thể hội chúng, chiều hôm nay chúng ta sẽ học tiếp tục bản kinh Lăng Nghiêm. Thì trong mấy kỳ trước là chúng ta đã học được 9 đoạn ngắn rồi, bây giờ tới đoạn thứ 10 thì chúng ta sẽ đọc phần chánh văn trước. Cái đoạn này là Đức Phật giảng trạch tâm duyên để chỉ tánh thấy không thể trả về. Chi một là trước là chỉ bày chỗ ngộ chẳng dám tự nhận. Ông A Nan vâng theo lời Phật từ bi cứu độ chỉ dạy, khóc lóc vòng tay bạch Phật rằng: tuy con vâng theo tiếng pháp nhiệm màu của Đức Thế Tôn, ngộ được tâm thanh tịnh sáng suốt viên mãn thường trụ sẵn có, song con ngộ được pháp âm của Phật vừa dạy, cũng dùng tâm phan duyên để nhận biết mà thỏa mãn chỗ ước mong. Con luống được tâm này nên chưa dám nhận là tâm địa vốn sẵn có của con. Cuối mong Phật thương xót, tuyên lời viên âm chỉ dạy, nhổ sạch gốc nghi cho con để trở về đạo vô thượng. Phật bảo ông A Nan, các ông còn dùng tâm phan duyên nghe pháp thì pháp này cũng là sở duyên, chẳng phải được pháp tính.
Như người dùng ngón tay chỉ mặt trăng để chỉ cho người khác, người kia phải nhân ngón tay mà nhìn lên mặt trăng. Nếu lại xem ngón tay cho là thể mặt trăng thì người này đâu những chỉ quên mất mặt trăng mà cũng quên luôn cả ngón tay. Vì sao? Bởi lẽ do ngón tay chỉ là mặt trăng sáng thì đâu những chỉ quên ngón tay mà cũng lại chẳng biết tối và sáng. Vì sao? Vì lấy thể ngón tay cho là tánh sáng của mặt trăng thì cũng không rõ được hai tính tối và sáng. Ông cũng lại như vậy, nếu lấy cái phân biệt tiếng tôi nói pháp làm tâm của ông thì tâm ấy tự rời cái phân biệt tiếng nói pháp vẫn có tính phân biệt. Thí như có người khách đến ngủ nhờ trong quán trọ, tạm dừng rồi đi, trọn chẳng ở trong mãi, mà ông chủ quán thì luôn không đi đâu, cho nên gọi là ông chủ. Đây cũng như vậy, nếu thật là tâm của ông thì không đi đâu, làm sao rời tiếng lại có tính phân biệt? Nói như thế, chẳng những tâm phân biệt các tiếng mà cái phân biệt về hình dung của tôi rời các sắc tướng thì không có tính phân biệt. Như thế cho đến cái phân biệt đều không, chẳng phải sắc, chẳng phải không, mà bọn câu, xá ly vân vân, làm cho là minh đế. Nếu rời các pháp trần cũng không có tính phân biệt thì tâm tính của ông đều có chỗ trở về. Vậy lấy cái gì làm chủ? Ở đoạn này chúng ta thấy là qua cái lời chỉ dạy ở đoạn trước của Đức Phật về cái cánh tay đưa lên đưa xuống rồi phóng hào quang, tức là Đức Phật đã bắt đầu chỉ tánh thấy. Thì qua một số điều từ đầu tới giờ chúng ta thấy rằng Đức Phật đã chỉ rõ ràng cái tự tánh của chúng sanh rồi. Ở đây Ngài A Nan của chúng ta cũng thay lời của tất cả chúng sanh, nói lên một cái điều là cũng đã hiểu được ở nơi mình có cái tự tánh chân thật, rồi cũng nhận thấy rằng mình có cái đó, nhưng mà nó có một cái gì á, nó còn ngờ ngợ, chưa có đã thông lắm. Giống như mình học, nếu mà chúng ta đã học kinh điển Đại Thừa cũng như học đạo thiền thì qua lời nói của Phật Tổ chúng ta cũng ngầm nhận rằng ở nơi con người chúng ta có cái tự tánh bất sanh bất diệt, nhưng mà nó còn mờ mờ, nó không rõ ràng lắm. Có người thì nói là con có một lần nhận ra rồi mà không biết làm sao sống được. Thì A Nan ở đây cũng giống như đại diện cho chúng ta để nói lên điều đó, tức là khi nghe Đức Phật chỉ dạy thì coi như có cái lòng tin rằng ở nơi tâm mình, ở nơi con người của mình có cái bất sanh bất diệt, có cái cánh tánh thấy, có cái tánh nghe và có cái hay biết mà không từng sanh diệt đó, nhưng mà nó không rõ lắm. Thì giờ này A Nan đảnh lễ thưa Đức Phật thương xót chỉ dạy dùm để cho phá cái nghi lầm này, để Ngài được sống trọn vẹn trong cái tánh thấy tánh nghe đó. Đó là cái lời thưa thỉnh của Ngài A Nan. Nhưng mà chúng ta từ xưa đến giờ chúng ta đã từng học, nếu mà chúng ta học theo cái hệ thống kinh điển Đại Thừa thì tất cả chúng ta đều có cái hiểu, chúng tôi dùng từ rõ ràng là hiểu, chúng ta hiểu rằng mình có tự tánh, gần như ở đây ai cũng hiểu điều đó hết. Nhưng mà chúng ta không có sống được với cái chỗ bất sanh bất diệt đó, không có sống được với cái tự tánh đó, nên là chúng ta vẫn còn bị lầm mê trong sanh tử hoài. Và khi chuyện xảy ra thì chúng ta vẫn còn bị cái sự việc ở trong trần gian này làm cho tâm chúng ta luôn luôn bị rối, chúng ta không có tự tại được, là lý do chúng ta đã hiểu. Thật ra đối với Đạo Phật, nếu mà chúng ta chỉ hiểu những điều Đức Phật dạy, cũng như ở đây Đức Phật dạy là nếu mà dùng cái tâm phan duyên á, mà hiểu về tự tánh thì tự tánh đó nó trở thành gì? Trở thành vọng. Cái điều này nó cũng giống như trong kinh Viên Giác, Đức Phật nói là dùng vọng tâm mà hiểu về cái tánh viên giác thì tánh viên giác kia là biến thành vọng. Tại vì cái tự tánh kia nó bị cái tâm thức chúng ta hiểu, nhận thức chúng ta hiểu. Nên chúng ta nên có một cái chút lắng tâm để chúng ta hiểu được, chúng ta nhận ra được điều này. Lý do lầm lẫn từ trước đến giờ cũng có rất là nhiều người học Phật cứ cho rằng mình đã hiểu đạo lý rồi. Và có thể họ nói đúng với những điều Phật Tổ nói, không sai câu nào luôn. Nhưng mà rồi á, sống không được. Lý do là chúng ta còn hiểu. Chính cái hiểu này là cái sự ghi nhận, cái sự tiếp nhận của ý thức về tự tánh chân thật. Chứ không phải là chúng ta chết cái ý thức để chúng ta hòa nhập trong tự tánh chân thật, hai cái này nó khác nhau. Khi một người mà cái tâm thức ngừng hoạt động một lần nào đó trong đời của mình,
để rồi mình không còn hiểu nữa mà chúng ta còn lại cái biết. Thì chừng đó đó trở về sau mới được gọi là chúng ta biết như thế nào về tự tánh của mình. Còn từ trước đến giờ ai nói cái gì mình cũng hiểu, và chúng ta cứ quen hiểu, quen tiếp nhận cái sự việc qua lời nói, qua ngôn ngữ, qua hình ảnh vân vân. Cái kiểu từ nhỏ tới lớn chúng ta chưa có một cái lần thay đổi cái sự tiếp nhận, chưa có lần nào thay đổi sự tiếp nhận của chính mình, thì biết rằng lúc đó mình còn đang hiểu. Thế vậy hiểu điều nào? Có nghĩa là từ đó giờ chúng ta nghe nói là chúng ta hiểu, chúng ta đọc kinh chúng ta hiểu, chúng ta thấy nhìn cái gì chúng ta cũng hiểu, mọi việc chúng ta đều tiếp nhận bằng lục căn của mình hết. Và tới giờ phút này chúng ta liền có một cái sự kết luận chắc chắn ở nơi mình rằng tôi có cái tự tánh chân thật. Tức là chúng ta đã đúc kết tất cả những cái kinh nghiệm học hiểu trong đời này của mình, để rồi giờ này mình thấy rằng mình có tự tánh chân thật thì mình cho rằng mình đã hiểu đạo. Hiểu thì đúng chứ không phải sai. Hiểu thì đã hiểu rồi đó, nhưng mà sống thì chúng ta sống không được. Lý do là chúng ta biết mọi cái qua kinh nghiệm của lục căn. Thì cái biết qua kinh nghiệm của lục căn tức là cái biết sanh tử. Do đó chúng ta không thể sống trọn vẹn trong cái chỗ bất sanh bất diệt, không thể sống trọn vẹn trong niết bàn thanh tịnh, trong chân tâm của chúng ta được. Cho nên ở đây Đức Phật khẳng định rằng nếu ông dùng tâm phan duyên để mà ông hiểu. Thì hồi trước là Đức Phật đã giải thích cái tâm phan duyên rồi, phải không? Tức là khi có một cái sự việc, có một đối tượng thì chúng ta mới hiểu về đối tượng đó. Còn nếu mà hoàn toàn không có đối tượng thì chúng ta hoàn toàn không biết cái gì. Cái tâm mà khi có đối tượng nó mới biết, còn không đối tượng nó không biết. Đó là tâm phan duyên, tâm sanh tử. Còn cái tự tánh chân thật của chúng ta dù có đối tượng hay không đối tượng nó vẫn biết nguyên vẹn như vậy. Mà chỗ này một lần chúng ta chết đi cái hiểu thì chúng ta mới biết được cái biết này. Thực sự thì không phải là chúng ta biết được cái biết lúc đó không còn chúng ta, mà chỉ còn cái biết hiện hữu. Và khi cái biết đó nó làm sống dậy con người của chúng ta trở lại lần sau thì được tạm gọi là chúng ta có một cái lần tiếp nhận được cái tự tánh của mình, tức là ngộ được cái bản tâm chân thật của chính mình. Còn không thì tất cả chúng ta đều chỉ là cái người hiểu qua tâm thức mà thôi. Và cả trần gian này đều hiểu như thế. Họ có thể ngồi tranh luận với một người đạt đạo bằng những ngôn ngữ hết sức là sâu, hết sức là chuyên môn, hết sức là chính xác, không hề sai lầm câu nói nào. Nhưng mà người chuyên môn vẫn biết rằng họ đang nói ở bề mặt của ý thức, chứ họ chưa có đụng gì tới cái chân tâm cả. Vẫn nói đúng, vẫn hiểu đúng, vẫn hành đúng, đi đứng rồi nọ, tất cả mọi cái, mọi điều thì không khác với một người đã ngộ. Người ngộ thì nó khác với người hiểu ở một cái chỗ là họ đã sống ở trong đó. Người hiểu thì bắt đầu dựng cuộc đời mình, ép cuộc đời mình sống, in tuồng như đạo, nhưng mà không phải. Tức là chúng ta hiểu là do đúc kết kinh nghiệm trong nhiều ngày, nhiều tháng, nhiều năm tu tập của mình, qua trải qua nhiều quá trình học hỏi của mình, bây giờ mình tin chắc rằng mình có tự tánh chân thật và chỉ vậy thôi. Chứ mình không biết cái đó là cái gì. Cái biết của tự tánh nó khác với cái biết của ý thức như thế nào chúng ta không nhận ra. Khi nào chúng ta có một cái lần nhận ra được một cái biết mà nó không phải là cái sự hoạt động thường tình trong đời này từ xưa đời của mình nữa. Tức là từ nhỏ lớn chúng ta cũng đã từng biết, biết đủ điều, biết đủ thứ chuyện, chúng ta hiểu đủ thứ cái chuyện xảy ra trong đời sống này của mình. Mình đụng cái gì mình cũng hiểu, đụng cái gì mình cũng biết hết á. Đó là cái biết quen của mình trong đời này rồi. Khi nào cái biết này có một lần chết đi? Điều này không biết là chúng ta có thể chấp nhận nổi không? Đại học Kinh Lăng Nghiêm bắt đầu chúng ta bước tới những cái đoạn mà phải phá hết cái con người thường của mình thì mình mới có thể tiếp nhận được đạo lý. Tại đây là cái thói thường của tất cả chúng sanh. Tất cả chúng ta từ xưa tới giờ có mặt trong đời sống này là mắt chúng ta thấy sắc, chúng ta mới chịu là chúng ta biết hình sắc, tai chúng ta nghe âm thanh là lúc đó mình mới biết được âm thanh. Tức là lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần, chúng ta chỉ biết tất cả mọi cái qua thân căn ngũ uẩn này, mà chưa có một cái lần nào chúng ta có một cái biết vượt thân căn ngũ uẩn. Chúng ta dùng cái từ là biết vượt ngoài thân căn ngũ uẩn thì biết đó mới là biết của tự tánh. Biết không nương tựa nơi thân căn này thì lần đó chúng ta mới biết được tự tánh là gì. Còn không là chúng ta chỉ là cái người hiểu thôi. Và càng hiểu chừng nào thì càng bích lấp chừng đó, chứ không thể gần với đạo được.
Cho nên là có nhiều vị tổ dạy chúng ta là học không cho mình hiểu. Hiểu thì không đúng, hiểu thì không đúng. Càng hiểu nhiều thì cách đạo càng xa. Bởi vì càng hiểu là chúng ta càng hướng ra bên ngoài. Hiểu một sự việc gì đó là chúng ta càng hướng ra bên ngoài. Mà chúng tôi thường hay nói một cách rất là đơn giản á, là khi mắt chúng ta thấy sự vật, thì cái sự vật mà bị chúng ta thấy thì cái sự vật nó không phải là mắt của chúng ta, đúng không? Khi tai chúng ta nghe âm thanh thì âm thanh không phải là lỗ tai. Thật ra cái người khéo, cũng như ở đây Đức Phật có một cái đoạn này, Đức Phật ví dụ là chỉ khéo nương ngón tay để thấy mặt trăng, phải không? Trong đoạn này nãy Đức Phật có nói là nếu như chúng ta mà nhận ngón tay thì chúng ta không thể thấy được cái ánh sáng của mặt trăng. Cho nên nếu nhờ ngón tay đó mà chúng ta thấy mặt trăng, cũng như nhờ cái âm thanh đó mà chúng ta nhận ra được mình có tánh nghe, nhờ hình sắc đó mà chúng ta thấy nhận ra được mình có tánh thấy, chứ không phải là chúng ta do thấy hình sắc mà chúng ta hiểu nên hình sắc. Ví dụ qua lời nói của Đức Phật là ở nơi mình có cái tự tánh chân thật thì mình hiểu mình có tự tánh chân thật, còn một người là nhận mình có cái chỗ mình đang nghe Đức Phật nói đó, đó là cái chân thật. Hai cái này nó khác nhau. À, một người hiểu rằng mình có cái chân tâm bất sanh bất diệt, và một người nhận rằng mình đang có cái hay biết tất cả mọi duyên cảnh mà không thông qua căn trần. Đó là cái tiếp nhận khác. Tức là hiểu thì khác, mà nhận hiểu thì nó khác, trực ngộ thì nó khác. Đó là những cái tầng lớp của tâm thức mà để chúng ta thấy rằng khi chúng ta đi sâu vào cái điển đại thừa thì nó có cái khác hơn. Cho nên một lần mà chúng ta tiếp nhận được cái sự thật á, thì cuộc đời chúng ta thành con người mới hoàn toàn. Đây là một cái gọi là một cái chuẩn mực ban đầu, dùng từ chuẩn mực. Nếu như chúng ta có một cái lần biến chuyển trong đời mình, có một lần chúng ta tiếp nhận được cái tự tánh chân thật, ở đây gọi là cái chân trăm thường trú, thì sau phút giây đó chúng ta thành con người khác. Vẫn là con người đó, nhưng mà cái đời sống chúng ta thay đổi hoàn toàn. Tất cả những suy nghĩ chúng ta không còn như ngày xưa nữa. Tất cả những sự vướng mắc của chúng ta gần như đổ như sung rụng. Rụng giống như lá mùa thu, không còn trơ trọi. Tất cả những cái nghiệp tập của mình một phen nó rụng hết. Cho nên là các vị tổ sư thường hay nói là nghiệp chướng bổn lại không. Nếu mà một lần chúng ta tiếp nhận tự tánh thì tất cả nghiệp chướng đều thành không với người đó liền. Không còn có việc phải vướng cái này, vướng cái kia, vướng nọ trong đời mình nữa. Trong khi trước kia là mình dụng công gần chết mới bỏ được cái giận người khác, đúng không? Buồn ai đó trời tu mấy tháng trời sám hối lại lục lại Phật không biết bao nhiêu lại thì mới nhẹ đi, chứ còn nhớ lại cũng còn bực. Nhưng bây giờ thì khác hoàn toàn. Sau một lần chúng ta tiếp nhận chân tâm rồi, chúng ta muốn bực lại cũng khó nữa. Thì đó mới là cái tình huống của cái người nhận chân tâm. Cho nên là có rất là nhiều người hiểu, nhưng mà với tất cả những cái nó vướng mắc với mình ngày xưa, bây giờ nó không tự rơi rụng á, thì biết rằng chúng ta chỉ là người hiểu thôi. Vì vậy mà sau khi một lần thay đổi trong cuộc đời của mình, mà mình trở lại đời sống đường thường tình á, thật ra thì lúc đó nó có một cái phút để biến cuộc đời chúng ta. Chứ không có đơn giản là chúng ta cứ hiểu rồi chúng ta cứ hiểu thêm, không phải như vậy. Nó có một cái gì lạ lạ xảy ra trong đời của mình. Có một gì rất là lạ. Cho nên đây là cái điểm mà để chúng ta biết rằng cái người đó ngộ hay là chưa ngộ. Ngày nào mà chúng ta tu tập mà nó có một cái biến của thân xác mình, có một cái cơn biến chuyển thực sự, đây là một cuộc cách mạng tâm thức hoàn toàn. Để rồi toàn bộ tâm thức chúng ta nó đi theo một cái chiều rơi rụng, chứ không có đi theo chiều dướng mắt nữa. Khác nhau như vậy. Từ trước đến giờ là chúng ta đụng đâu chúng ta dính đó ha. Nhưng bây giờ thì đụng đâu rớt đó. Sau lần biến chuyển là con người chúng ta phải như vậy á, thì mới được gọi là chúng ta nhận hiểu được chân tâm. Còn sau một cái biến chuyển nào đó trong tâm thức, ví dụ như giờ mình ngồi thiền, mình nhập định 5 năm, 7 năm, 10 năm, 1, 200 năm nữa, buông ra thì chúng ta vẫn còn dính lại, thì biết rằng người đó không ngộ tánh. Chắc chắn là không ngộ. Khi ngộ tự tánh rồi là họ sẽ nhận được cái lý vô trụ, và bản thân họ nhúm thành vô trụ chứ không phải là nhận nữa. Cho nên là bản thân họ tự động lăn lông lốc giữa trần gian này, không thể nắm đứng lại được.
Đó mới là người ngộ được chân tâm. Thì chân tâm là một cái gì nó không thể nắm đứng lại. Thật ra ở đây Ngài A Nan nghi ngờ cũng đúng thôi, là lý do là Đức Phật chỉ Ngài hiểu. Ngài hiểu chứ Ngài chưa thực sự trong đời mình có một lần biến chuyển. Giống như ở đây Đức Phật nói là ví dụ như là cái ngón tay chỉ mặt trăng cũng vậy, là chúng ta nương nhờ một cái gì đó để chúng ta nhận biết rằng mình có hiện hữu ở đây. Giống như bây giờ cái chúng ta đang đứng trước một cái bức tường, nếu như không có cái mặt trời gọi vào thì cái bóng mình không hiện lên tường đó. Và khi mà chúng ta thấy cái bóng mình hiện lên tường đó, thì mình nhận cái bóng chứ mình không chịu nhận mình đang đứng đây. Do có mình đứng đây thì bóng mình mới hiện. Do mình có cái biết cho nên lục căn mình mới biết mọi cái. Nhưng mà mình lại nhận cái biết ở nơi lục căn chứ mình không nhận cái biết đang hiện hữu ở bên trong để biết cái lục căn tiếp xúc lục trần. Đây bắt đầu đi vào tới cái chỗ hơi bị chuyên môn. Chúng ta phải cố gắng. Vì không làm được điều này trong đời này thì nó uổng lắm, phải nói như vậy. Chúng ta tu hành cả đời của mình, chúng ta sống trong cuộc đời này, nên đó là cái giá trị thực của đời sống con người. Tất cả chúng ta nếu không nhận được cái điều này thì đời sống chúng ta không còn giá trị, phải nói như vậy. Dù chúng ta có làm cái gì trong trần gian này, ông gì bà gì đi nữa mà không biết được cái sự thật thì chúng ta chỉ là cái người sống trên quyển ảo mà thôi. Dù chúng ta là một người rất là hiểu biết khoa học, nói chuyện đâu chứng minh khoa học tới đó, nhưng mà đó là những cái huyễn ảo không thật, không bền lâu. Còn nếu nhận ra được chân tâm này rồi thì 1000 đời sau nó vẫn nguyên là như vậy, 1 tỷ kiếp sau nó vẫn nguyên như vậy, không hề thay đổi. Đó mới là cái thật mà chúng ta cần tìm. Cho nên cả những cái, tất cả những cái mà mình tiếp nhận được trong đời này bằng cái kiểu quen quen từ xưa giờ, chúng ta tự ngồi nghiệm thì sẽ ra. Tự ngồi chúng ta thấy, chúng ta thấy cái đó, chúng ta biết như vậy, chúng ta nghe cái kia, chúng ta biết như vậy. Và cái biết nó có như vậy, hoài. Cái đó nó không thay đổi. Đó là cái chúng ta chiêm nghiệm thôi, chưa phải là cái chúng ta thể nhập. Thì chúng ta sẽ nhận ra được rằng là mắt chúng ta khi thấy cái này, khi thấy cái kia, nhưng mà cái thấy nó vẫn còn như vậy. Tai chúng ta khi nghe âm thanh này, nghe âm thanh kia, nhưng mà cái nghe nó vẫn còn nguyên như vậy. Phải không? Giống như nãy giờ chúng ta nói hàng loạt tiếng thì chúng ta đang nghe tất cả những âm thanh đó hồi nãy giờ, nhưng mà cái nghe đó vẫn còn nguyên là như vậy, nó không thay đổi. Mà âm thanh thì liên tục thay đổi. Chúng ta phải bình tĩnh tinh tế chút để chúng ta nhận ra được cái mà còn hoài ở nơi mình đó. Cái này là chỉ nhận ra để hiểu, cảm nhận cái điều đó thôi, nhưng mà muốn thực sự nhận là phải chết lục căn một lần, chết thân căn ngũ uẩn này một lần, chúng ta có một cái phen biến chuyển toàn triệt ở nơi tâm thức của mình. Chứ nếu không là chúng ta học đạo phí công vô ích. Thực sự là phí công. Nhưng mà chúng ta thấy là đã có rất là nhiều người cực khổ, ngày hành đạo 6 thời, giới thể nghiêm mật, gần như là suốt cái đời mình không muốn tiếp xúc với viên ngoài, chỉ thúc liễm thân tâm, tu tập, thiền định, tụng kinh, ngoài ra là không làm việc gì hết. Nhưng mà nếu trải qua 1000 kiếp như vậy không nhận được tự tánh cũng trở thành vô ích, rất là vô ích. Nhưng là cái chính ở đây Phật tổ muốn chỉ là chúng ta phải thể nhận được cái tự tánh chân thật của chính mình mới là một cái điều chính. Còn tất cả những cái phương tiện, những cái pháp phương tiện nó chỉ là phương tiện mà thôi. Chúng ta phải mạnh mẽ thấy lại điều này. Thật ra cái chính của cái người học Phật là phải nhận ra được cái tự tánh chân thật. Có nghĩa là nương ngón tay mà chúng ta thấy được mặt trăng. Nương tất cả những cái lục căn chúng ta tiếp xúc lục trần này, những cái sáng nó được phát ra để nó tiếp nhận cái căn, cái trần cảnh đó đều xuất phát từ cái nguồn chân tâm. Cho nên chúng ta phải nhận được chân tâm mới là cái chính, chứ chúng ta đừng có nhận cái mà nó đã hiện hữu bên ngoài. Các vị thiền sư có một cái ví dụ hay á. Vị thiền sư nói là một cái con chó săn, khi mà quăng cục mồi ra thì con chó bay theo chụp cái cục đất quăng ra. Còn một con sư tử thì khác hơn à. Sư tử khi mà người ta ném cục đất ra thì nó lại phóng lại chụp cái người ném, chứ không bao giờ nó chụp cục đất. Thì giờ là chúng ta muốn làm con sư tử không? Là sư tử. Thì chúng ta phải thấy ngược lại cái chỗ xuất phát căn trần này. Chứ đừng có tiếp nhận cái căn trần đang hiện hữu. Ví dụ như giờ mắt chúng ta thấy sắc, thấy hình sắc, thấy này thấy kia, nó là cái thành phẩm được đưa ra bên ngoài.
cái chỗ xuất phát ánh sáng để thấy cái bông hoa đẹp á, chỗ đó mới là chỗ chính. À, cái âm thanh hay dở nó chỉ là cái bên ngoài, còn cái nghe âm thanh đó mới là cái chính. Cái đó mới là cái chính, tức là chúng ta phải chụp ngược cái chỗ, cái chỗ quăng đất á. Chụp ngược, chúng ta quay lại ta cho chụp ngược cái chỗ quăng đất, nó mới là sư tử. Còn nếu mà chúng ta chỉ chụp ở bên ngoài thì mất đi cơ hội quý của mình. Thật ra cái này nó luôn hiện hữu, cái cơ hội để chúng ta có thể tiếp nhận được sự thật nó không có, không có phút giây nào nó vắng với chúng ta hết. Cái đó nó liền hiện hữu. Nếu như giờ chúng ta thấy nghe mà chúng ta đừng có chấp nhận cái hình sắc âm thanh á, một lần chúng ta thấy nguyên như vậy thôi, không thêm bớt gì, để chúng ta được hiện hữu trọn vẹn ở nơi thấy một lần. Và cái hình sắc đối với chúng ta lúc này nó không còn là đối tượng nữa. Và tại đây chúng ta thực tập thử. Ví dụ chúng ta đang nghe như thế này, thì quý vị là lắng tai, thì quý vị đang nghe âm thanh, thì lúc này âm thanh với quý vị nó vẫn còn là gì? Là đối tượng, là còn có người đang nghe âm thanh đó, vẫn còn hai. Bây giờ nghe mà âm thanh không còn là đối tượng của mình, âm thanh không còn là đối tượng của mình nữa, tức là bao nhiêu âm thanh xảy ra thì nó xảy ra trong cái rỗng lặng đang rõ biết này mà thôi, không phải là âm thanh hiện bên lỗ tai nữa, mà trong cái rõ biết rỗng lặng của mình đang hiện hữu bao nhiêu âm thanh hình sắc đó. Chứ âm thanh hình sắc không phải là đối tượng. Và lúc này á, nếu chúng ta khéo một chút á, thì cái rỗng lặng mênh mông kia nó nhận biết mọi sự vật mà vắng bóng mình, không có ta để mà nghe âm thanh, tức là mình không có, mà chỉ thuần cái rõ biết trong sáng mà thôi. Thì khi nào mà chúng ta có một cái lần thuần cái rõ biết trong sáng đó, thì như vậy là chúng ta tiếp xúc mọi vật không phải là căng trần nữa. Chúng ta rõ biết mọi cái mà không phải rõ biết mọi âm thanh không phải thông qua lỗ tai nữa. Ngay tại đây chúng ta có thể làm được. Và bất kỳ giờ phút nào trong đời này chúng ta cũng có một lần làm được với mình như vậy, thì lúc đó chúng ta mới được gọi là cái người hiểu được chân tâm. Tạm được gọi là tiếp nhận được một lần. Một lần như vậy thôi nó sẽ bắt nhịp cho chúng ta ăn sâu vào trong chân trời Phật Pháp. Còn chưa có một lần như vậy á, thì chúng ta vẫn là người đi vòng ngoài. Tu cỡ nào tu vẫn là người đi vòng ngoài. Đây là một cái điều, phải nói là một thách thức rất là khó khăn trong đời của chúng ta. Khi mà chúng ta quay trở lại, chúng ta tìm cái chân tâm thật sự, thì chúng ta sẵn sàng buông rơi thân mạng mình bất kỳ giờ phút nào. Chúng ta dùng từ buông rơi thân mạng này, quý vị phải chịu khó khéo hiểu dùm. Sẵn sàng chết, không được quyền gượng gạo. Tại vì thỉnh thoảng chúng ta ngồi thiền, chúng ta sẽ xảy ra tình huống này. Thỉnh thoảng chúng ta nằm một mình, chúng ta sẽ xảy ra tình huống này. Tức là có một phút chốc nào đó, cái tưởng ấm chúng ta bắt đầu lắng dịu, chúng ta bắt đầu rớt vào một cái khoảng không nào đó. Nhưng mà lúc đó mình chơi vơi, cái mình muốn kiếm mình giật mình trở lại. Mình muốn mình hiện hữu trong đời, chứ mình không muốn mình bị mất. Đó là cách mà chúng ta chưa chịu chết. Cho nên bây giờ sẵn sàng chết đi. Khi mà nó rớt vào tình huống đó, cứ để cho chết luôn. Tức là nếu mà mất mình thì cứ để cho nó mất liên tục, nó mất kéo dài. Cứ để cho cái tình huống mất người này, tình huống mất mình ở ngay tại đây nó lại tiếp diễn. Thì nó sẽ mất luôn. Từ cái lúc mà mất bóng, cái kiểu mà chết giấc, bắt đầu nó chết thiệt. Cái nào nó chết thiệt. Để cho toàn thân này chết một lần. Thì quý vị sẽ hiểu được một cái điều kỳ diệu sau cái chết. Chúng ta sẽ được hồi sinh trở lại. Mà chúng tôi nói trong kinh Di Đà sẽ được Phật sanh chúng ta trở lại. Thì thân tâm chúng ta từ đó tới giờ sau là thân tâm của Phật sanh. Thì lúc đó mới hiểu như thế nào là cái mặt trăng thông qua ngón tay. Còn nếu không là chúng ta chỉ hiểu ngón tay thôi. Khó có ai mà vượt qua ngón tay để thấy mặt trăng. Thật ra khi mà chúng ta học giáo lý của Đức Phật, đến những cái phần chuyên môn này, đây là thật sự là nó đến cái cấp độ chuyên môn chuyên sâu rồi,
buộc chúng ta phải có một cái chút lưu tâm thì chúng ta mới có thể tiếp nhận được, chứ nếu không là nó sẽ trở thành một cái gì khô khan và rất là khó nuốt. Rất là khó nuốt. Kinh Lăng Nghiêm là một bản kinh mà những người nào mà có cái tâm huyết tu hành thực sự thì mới thích thú, còn nếu không là chúng ta sẽ bị dội với những lý luận càng lúc càng khô, như luận càng lúc càng khô, khô đến độ mà hết nước để nuôi sống đời này luôn là chúng ta chết luôn. Rồi khô đến mức mà cái ý thức chúng ta không có còn cái gì để có thể nuốt được nữa. Tức là cái Lăng Nghiêm lần lần chúng ta sẽ chết đi tất cả những ý thức, và phải tập cho chúng ta chết lần lần thì chúng ta sẽ được hồi sinh. Hy vọng rằng chúng ta sẽ được hồi sinh từ bản kinh Lăng Nghiêm này. Thật ra khi mà chúng ta học đạo á, thì nhất là nhớ bản kinh điển Đại Thừa chúng tôi nhắc lại là cố gắng đừng để cho ý thức hoạt động nhiều. Ví dụ như chúng ta đang ngồi nghe giảng ở tại đây thì cứ nghe thôi, đừng có hiểu. Nghe thì cứ nghe, nhưng mà hiểu đừng thèm hiểu. Có cái hiểu nó phát sanh thì cứ để yên cho nó trôi qua. Để yên cho nó trôi qua. Chúng ta chỉ là cái người đang nghe, thuần cái nghe rõ biết này thôi, thuần cái nghe trong lặng đang hiện hữu tại đây thôi. Đừng sanh hiểu, vì sanh hiểu là sẽ lầm qua mọi chuyện hết. Là nếu mà một lần trong đời chúng ta nghe được cái nghe trong lặng thì coi như chúng ta đã học xong bản kinh Lăng Nghiêm. Nó cực kỳ khó, phải không? Ngày xưa giờ mình quen rồi, nghe phải để cho hiểu, chứ hiểu đặng nói lại nó đi, rồi hiểu đặng mình lý luận này nọ kia, nhưng mà ở đây nghe để chết đi cái hiểu. Nghe kinh Lăng Nghiêm để chết cái hiểu của mình. Chứ còn nghe mà hiểu thêm kinh Lăng Nghiêm là không được. Học kinh Lăng Nghiêm để hay ra cái sân thật của chính mình, chứ không phải học kinh Lăng Nghiêm để hiểu kinh Lăng Nghiêm. Nhớ là kinh điển Đại Thừa, tức là chúng ta học kinh điển Đại Thừa để chúng ta hiểu, chúng ta hay ra sự thật vốn có sẵn đủ của chính mình. Chúng ta hay ra được sự thật chân lý, chứ không phải là chúng ta học bản kinh đó để chúng ta hiểu kinh đó. Học đừng có hiểu kinh, học để chúng ta hiểu mình. Hiểu được cái gì đang hiện hữu ở tại đây, chưa từng bị khuất mắt, đó mới là cái mà Phật tổ muốn chỉ bày chúng ta. Thì ở đây Đức Phật ví dụ giống như là cái chuyện của một cái nhà trọ, phải không? Ở một nhà trọ thì ngày nay người này tới, ngày mai người kia tới, tới ngủ một đêm hai đêm rồi họ đi. Nhưng mà người chủ thì thường trú ở đó, không đi. Như vậy chúng ta cũng phân biệt rằng ở nơi chúng ta có cái gì nó là chủ, cái gì nó là khách. Tất cả những cái ý niệm sanh khởi nơi đầu chúng ta, nó sanh khởi kiểu nào, nó buồn ai, nó giận ai, nó thương ai, nó ghét ai, thì nó hiện ra rồi nó mất, nó hiện ra rồi nó mất. Nhưng mà chúng ta đang có một cái ngầm ngầm hay biết nó đó. Cái buồn nó cũng biết, cái vui nó cũng biết, cái giận người ta nó cũng biết, cái ghét người nó cũng biết. Cái biết nó còn hoài ở đó, nó không mất. Thì đó mới là cái chủ, phải không? Giống như bây giờ chúng ta đang nghe âm thanh thì âm thanh nói liên tục từng tiếng, mất từng tiếng rồi nó mất, từng tiếng rồi nó mất. Nhưng mà cái nghe chúng ta vẫn còn hoài, vẫn còn hoài. Mắt chúng ta luôn thấy hình sắc, chúng ta quay bên đây chúng ta thấy bên đây, quay bên kia chúng ta thấy bên kia. Tức là cái hình sắc bên ngoài luôn luôn thay đổi với cái thấy của mình, nhưng mà cái đang thấy là nó vẫn hiện hữu hoài, không mất. Và cái này không phải là nó hiện hữu ở trong đời này, mà có chết đi cái đời này nữa nó vẫn hiện hữu như vậy. Đó thì Đức Phật muốn nói tới cái ông chủ này. Tất cả chúng ta đều có cái ông chủ này. Tất cả chúng ta đều có cái ông chủ này. Thì cái khéo làm sao để chúng ta nhận ra được cái đang phân biệt thiện ác, chứ không phải là cái thiện và cái ác đó nữa, mà cái đang phân biệt thiện ác đó. Cái đang hay biết thiện ác xảy ra ở lòng chúng ta. Chứ đừng có chú trọng tới là mình phải là thiện hoặc là mình phải là ác, hoặc là mình bỏ ác mình lấy thiện, mình bỏ thiện mình lấy ác, gì hai cái đó không quan trọng nữa. Quan trọng là con người đang hay biết cái thiện ác hiện hữu nơi tâm, đó mới là cái chính. Cho nên khi mà chúng ta hay biết được cái hiện hữu của thiện và ác rồi, thì lúc đó chúng ta nhận ra được cái hay biết đó đó. Chúng ta tiếp nhận một lần cái hay biết thiện ác hiện hữu nơi tâm, thì vậy là chúng ta biết được cái chân tâm thường trú của mình. Cái đó dù có thiện xảy ra nó cũng biết, dù cái thiện không xảy ra nó cũng biết, dù cái ác xảy ra nó cũng biết, mà không có cái ác xảy ra nó cũng biết, thậm chí cả cái thiện ác và không còn xảy ra nữa nó vẫn biết. Tức là cái biết không cần đối tượng. Còn bây giờ chúng ta hay biết có đối tượng không? Có. Cái biết có đối tượng là không đúng. Thành ra chúng ta phải khéo nghiệm
Tức là khi về công phu riêng, khi chúng ta ngồi lại một mình để chúng ta công phu riêng, thì chúng ta phải chịu khó dùng cái trí quán của mình. Chịu khó một tí thôi, tại vì giờ một phen chúng ta không có nhận được thì chúng ta phải cực công, phải cực công một chút. Thì bây giờ mình ngồi lại, mình coi, mình kiểm tra lại coi cái gì là mình, cái gì không phải là mình. Dễ kiểm tra lắm, không khó. Không, những cái mà mình quân tập, mình hiểu biết thì chắc chắn là không phải của mình rồi. Những cái kiến thức mà mình hiểu từ xưa giờ rõ ràng nó không phải là mình kiến giải sanh sôi này. Mình hiểu cái này, mình hiểu cái kia, mình hiểu cái nọ, mình buồn, mình thương, mình giận ghét, những cái đều thu thập bên ngoài hết. Thì bây giờ không chấp nhận tất cả những cái đó một phen, coi còn cái gì nữa. Lúc đó nó còn một con người đang theo dõi cái hiểu biết đó, không? Còn người đang chú tâm dò tìm đó, chúng ta không chấp nhận cái nữa đi. Chúng ta loại trừ đến cái độ không có còn cái gì loại trừ nơi tâm mình, thì lúc đó bắt đầu buông tay. Chúng ta buông tay thì giống như chúng ta khéo khéo công phu, thì ít ra thì chúng ta phải có một cái gì cho chính mình, phải chịu khó quay lại. Thật sự thì một cái cơn mà một cái phen mà chúng ta quay lại để tìm tòi chính mình là một cái điều rất khó, phải nói vậy, rất khó ở trong đời này. Thì chúng ta không khéo á, thì chúng ta chỉ là cái người chạy vòng ngoài rất là uổng. Đôi khi chúng ta quay lại chúng ta chỉ biết hơn thua, chứ mình không có ngắm nhìn hết tất cả mọi cái. Thật ra khi mà chúng ta đã chấp nhận ngồi lại để chúng ta ngắm nhìn con người của chính mình rồi á, thì chúng ta phải thấy được hai mặt của con người của mình giùm. Tức là chúng ta phải thấy được cái thiện cái ác một cách rất rõ ràng, không được lầm lẫn. Thấy thôi, chúng ta dùng từ là thấy thôi, thấy rõ ràng. À, thiện bao nhiêu chúng ta thấy rõ bao nhiêu, ác bao nhiêu chúng ta thấy rõ bao nhiêu, và chỉ thấy rõ bấy nhiêu đó mà thôi. Để chúng ta nhận diện rõ ràng là ở nơi chúng ta luôn hiện hữu cái thiện và cái ác, và luôn hiện hữu cái đang thấy, đang rõ biết đó. À, cái thiện cái ác thì nó có nó mất, nó có nó mất, nhưng mà cái người đang ngồi đó không mất. Làm sao mà mình chấp nhận được điều này? Tức là chúng ta phải thừa đương được điều này. Nhưng mà chỗ này ở trong kinh Đức Phật nói là có rất nhiều người bị lầm lẫn. Tức là đối với ngoại đạo câu Xá Ly thì họ cho là minh đế. Nó có một cái gì mà sáng suốt, nó còn hoài. Nhưng mà bên kia họ nhận là minh đế, họ chỉ hiểu về cái minh đế, tức là cái sáng suốt mà chân thật đó, cũng giống giống như đạo Phật chúng ta. Nhưng mà họ không có một phen chết lặng để nhận ra giống như đạo Phật, nhưng họ chỉ hiểu thôi. Thật ra khi mà chúng ta học để chúng ta hiểu về tự tánh của mình là cái sáng suốt, cái thường chiếu soi, cái trong lặng gì gì đó, chúng ta chỉ hiểu trên danh từ, chứ chúng ta chưa bao giờ thực sự chiêm nghiệm để chúng ta loại trừ tất cả những cái không phải là mình. Cố gắng công phu, mọi người công phu theo cái kiểu kinh điển Đại Thừa, nhất là theo kinh Lăng Nghiêm này, thì chúng ta phải chịu khó xét soi lại chính mình. Ban đầu chúng ta phải tập như vậy thôi, tập như vậy, loại trừ tất cả những cái không phải là mình. Từ từ chúng ta sẽ có một cái, ban đầu nó giống như là chúng ta có một cái kết luận, giống có kết luận qua một cái giai đoạn công phu để chúng ta có được một cái kinh nghiệm cái đó. Lúc đầu thì cái hay biết đó mới là sự thật. Còn nếu mà cái hay biết mà phải có đối tượng thì hay biết đó không phải là sự thật. Cái ý đoạn này Đức Phật muốn nói như vậy. Thì giờ là cái bước này, cái đoạn này là chúng ta chỉ hiểu một cách đơn giản, là nếu như còn đối tượng mà biết, thì biết đó là cái biết của ý thức. À, rời duyên rằng mà biết á, thì cái biết đó mới là cái biết chân thật. Còn có đối tượng, có duyên trần để chúng ta hay biết, thì cái biết đó là cái biết của ý thức. Chúng ta có thể hiểu đơn giản ở cái đoạn này như vậy. Tức là cái biết của chúng ta không cần đối tượng. Cho nên lúc nào mà chúng ta tìm đối tượng để biết, tức là lúc đó chúng ta đang rớt xuống cái tầng của ý thức. Cái biết nó vốn tự nhiên, hay biết rõ ràng, thì cái gì rớt ra trong nó tự biết là đúng. Giống như bây giờ là tấm kính đang để ở đây. À, chúng ta ví dụ như chúng ta tưởng tượng như có một cái tấm kính soi, tấm gương soi mặt á, thì tấm gương đó không phải là nó đi kiếm mình nó soi, nhưng mà khi mình đưa bàn tay vô năm ngón thì nó hiện năm ngón,
không? Chúng ta cong lại ngón thì nó hiện bốn ngón, cong hai ngón thì hiện ba ngón. Rõ ràng là khi chúng ta rút bàn tay ra thì nó không còn hình bóng của cái ngón tay trong tấm kiến đó nữa. Làm sao chúng ta công phu như vậy á? Cái gì nó rớt vào chân trời hay biết thì chúng ta tự rõ biết vậy thôi. Rõ biết giống như tấm kiến, không lưu dấu tích nào. Thì vậy là chúng ta biết được cái biết của tự tánh. Đó, thì vậy là nó không cần đối tượng, nó hoàn toàn, nó không phải là đối tượng của tất cả hình sắc. Nhưng mà vì hình sắc hiện trong chân trời nó thì nó lộ cái bóng của hình sắc đó ra. Giống như cái tay chúng ta đưa vào kiến thì sao? Lộ cái bóng của cái trai đó ra. Đúng không? Chứ không phải là cái tiếng soi thấy cái tay. Kiến không bao giờ tìm tới cái tay để soi. Mà do cái tay nó hiện trong kiến cho nên lộ cái bóng của bàn tay ra. Thì vậy là tất cả những cái mà chúng ta thấy ở duyên trần là những cái mà nó đã hiện trong cái chân tánh của mình, cho nên nó lộ hình bóng của nó ra. Tất cả những hình bóng, những âm thanh nó được lộ trong chân tánh của chính mình. Đây là điều mà cũng hơi bị rắc rối, phải không? Hơi bị rắc rối. Đó, thành ra bây giờ chúng ta hiểu đoạn này, tức là những cái mà nếu như chúng ta còn biết bằng đối tượng, có đối tượng để chúng ta mới hay biết, thì cái biết đó là cái biết của ý thức. Biết được trải về. Ở chỗ này, Ngài A Nan thưa, nếu tâm tính của con đều có chỗ trở về thì tại sao Đức Như Lai lại dạy tâm diệu minh sẵn có không trở về đâu? Cuối mong Phật thương xót chỉ dạy cho con điều ấy. Thế là tới chỗ này A Nan bắt đầu thắc mắc là tất cả mọi cái đều có cái trả về của nó. Giống như bây giờ mắt mình thấy hình sắc, rồi hình sắc không còn thì cái thấy mình mất luôn. Tai mình nghe âm thanh, khi âm thanh nó dừng lại thì mình cũng không còn cái gì để mình nghe, thì gọi là cái trả về. Nhưng mà ở đây tại sao Đức Phật lại chỉ cái không trả về? Tức là không có hình sắc, không có âm thanh mà nó vẫn hay biết, thì cái đó là cái không trả về. Cái đó là cái không bị mất bởi không về thời gian và không gian. Thì chỗ này là chỗ Ngài A Nan nghi. Phật bảo A Nan, vả lại, cái tính thấy vốn sáng suốt của ông thấy tôi, thì cái tính thấy này tuy chẳng phải là cái diệu minh, diệu tinh minh tâm, nó như mặt trăng thứ hai, không phải là bóng của mặt trăng. Ông hãy nghe cho kỹ, nay tôi sẽ chỉ cho ông chỗ không thể trở về. A Nan, ở cửa đại giảng đường này mở rộng về phương đông, khi mặt trời lên thì chiếu sáng, giữa đêm không trăng, mây mù mờ mịt thì tối tăm. Chỗ có các cửa thì thấy thông suốt, chỗ phẳng tường thì thấy bích lấp, chỗ phân biệt được thì thấy cảnh sắc duyên, trong chỗ trống rỗng toàn là hư không, cảnh tượng mịt mù là buổi tối, mưa tạnh trời thanh lại thấy trong. Tức là ở đây bây giờ ví dụ Đức Phật bắt đầu nói dần dần để loại trừ những cái thấy lầm lẫn của mình. Thì ở đây Đức Phật nói là cái diệu tinh minh tâm giống như mặt trăng thứ hai, tức là cái thấy mà mình đang thấy hình sắc á, cái nghe mình đang nghe âm thanh á, mà nó yên lặng, cái đó nó cũng chỉ là mặt trăng thứ hai thôi, chưa phải là mặt trăng thứ nhất của mình. Tức là nhân cái thấy mà mình thấy hình sắc, nhưng mà ngay chỗ chúng ta đang thấy hình sắc này, chúng ta không có động niệm gì hết á, không có khởi niệm phân biệt nào hết á. Ngay nơi cái lỗ tai chúng ta nghe âm thanh mà nghe rất rõ ràng mà chúng ta không có động niệm gì hết, thì đó mới chỉ là mặt trăng thứ hai thôi. Mặt trăng thứ nhất thì từ từ Đức Phật sẽ phân tích cho chúng ta thấy, không? À, thứ hai nữa là Đức Phật mới ví dụ trong cái cửa, cái giảng đường này, thì cái chỗ mà có cửa hướng về mặt trời thì buổi sáng mặt trời mọc lên thì cái ánh sáng dội vào thì sẽ có ánh sáng chiếu sáng. Nhưng ban đêm không, thứ nhất là không trăng nè, thứ hai là mây mù thì chúng ta thấy tối tăm. Thì cái chỗ nào có cửa thì thông suốt, mà chỗ nào vách tường thì nó ngăn bích. Cái chỗ có ánh sáng thì thấy rõ ràng, mà chỗ ngăn bích thì thấy mù mịt. Thì như vậy là cái thấy rõ ràng, cái thấy mù mịt, cái thấy thông suốt, cái thấy bụi bặm đó, thì đó, cái thấy đó vẫn còn là cái mặt trăng thứ hai. Để đoạn sau chúng ta sẽ thấy thêm ở những cái đoạn mà Đức Phật chỉ cái thấy trên lục căn, lục trần, mặc dù cái thấy đang thanh tịnh vẫn chưa phải là cái chỗ chân thật. A Nan, ông hãy xem các tướng biến hóa này, nay tôi đều trả về bản nhân của nó. Thế nào là bản nhân? A Nan, các tướng biến hóa này sáng trả về cho mặt trời. Vì sao? Vì nếu không mặt trời thì không sáng. Nguyên nhân cái sáng thuộc về mặt trời, cho nên trả về cho mặt trời. Cái tối trả về cho đêm không trăng, thông suốt trả về cho cửa, ngăn bích trả về cho tường vách.
Sắc duyên trả về cho phân biệt, rỗng không trả về cho hư không, mù mịt trả về cho bụi, trong sáng trả về cho tờ trạnh. Tất cả vật có ra trong thế gian đều không ngoài các thứ này. Bây giờ bắt đầu nói tới cái tánh trả về của tất cả mọi cái trong không gian này. Tất cả những cái trong không gian này đều là những cái biến hóa ra và có chỗ quy thú của nó, tức là có chỗ trả về của nó. Thì đây Đức Phật nói từ từ cái tướng biến hóa trả về. Thứ nhất là ánh sáng. Nếu như giờ này á mà không có mặt trời thì vẫn bị tối. Cho nên cái ánh sáng là do mặt trời. Ban ngày chúng ta thấy mặt trời chiếu nửa cái phần trái đất của chúng ta đang ở đây thì đây gọi là ban ngày. Còn nửa cái phần trái đất bị khuất mặt trời thì gọi là ban đêm. Thì vậy là cái tướng ánh sáng là trả về cho mặt trời. Rồi thứ hai nữa là nếu mà không có ánh sáng mặt trời thì không sáng. Rõ ràng thì vậy là cái hư không này là tối mù, tối mịt, không phải là sáng. Nếu không có mặt trời thì hư không này tối mù. Cái nguyên nhân ánh sáng thuộc mặt trời cho nên trả về cho mặt trời. Thứ hai là cái tối trả về cho đêm không trăng. Tức là ban đêm rồi mà lại không tăng thì tối mù, tối mịt. Nên chúng ta không thấy, chúng ta chỉ thấy mù mù, tối tối mà thôi. Hồi nãy Đức Phật nói là cái cửa thì nó thông suốt, cái tường vách thì nó bích lấp. Thì vậy là cái sự thông suốt là do không có cái gì cản trở nó mới thông. Chứ có cái gì cản trở thì nó thành bích lấp. Cho nên cái thông suốt là giống như ở trong nhà này chúng ta đi ra ngoài được là do nhờ cái cửa thông suốt. Còn nếu ngăn bích là giống như tường vách. Thì vậy là cái ngăn bích trả về tới trường về vách. Sắc duyên trả về cho phân biệt. Những câu này là chúng ta phải hiểu. Nếu như bây giờ có bao nhiêu cái hình sắc, bao nhiêu âm thanh mà chúng ta thấy được, chúng ta nghe được, tức là cái sắc duyên bên ngoài. Do chúng ta có tâm phân biệt, chúng ta mới biết đây là hình sắc. Do chúng ta có tâm phân biệt, chúng ta mới biết đó là âm thanh. Nên chúng ta nên hiểu điều này. Nếu như chúng ta không có tâm phân biệt á, không có tâm phân biệt nơi hình sắc, ví dụ như bây giờ chúng ta nhìn, chúng ta thấy mọi cái, giống như bây giờ chúng ta đang đi vào trong chợ, chúng ta đi tìm cái món mà mình muốn mua, đi từ đầu chợ tới cuối chợ thấy không có món đó thì chúng ta đi ra khỏi chợ, có người hỏi đi trong chợ thấy gì không, không thấy gì hết đó. Thấy đủ thứ mà không thấy gì hết. Lý do là chúng ta không có khởi niệm phân biệt trong những cái chúng ta không cần thiết, phải không? Nếu bây giờ mình đang chạy trên xe chạy thì mình chỉ nhắm cái đường lộ là dần là để chúng ta tránh là đường láng để chúng ta đi thôi á, thì bao nhiêu cái cảnh duyên hai bên chúng ta không có để tâm phân biệt. Mặc dù nó đang hiện hữu đó nhưng mà chúng ta không khởi tâm phân biệt thì coi như chúng ta không biết sự hiện hữu đó nó có chung quanh chúng ta. Thì vậy là tất cả những cái sở duyên, tức là có một cái chỗ nào đó để cho tâm mình duyên tới thì cái đó nó trả về cho sự phân biệt. Có nghĩa là khi tâm chúng ta phân biệt thì có một cái đối tượng thì mình mới phân biệt được, gọi là cái cảnh sở duyên, tức là cái chỗ để tâm chúng ta duyên, cái chỗ để cho tâm chúng ta gá. Và rõ ràng trong đời sống chúng ta là luôn luôn nương gá nơi trần cảnh. Ngồi không mình có chịu không? Không ai chịu ngồi không á. Ngồi hồi buồn cái mà bắt nhạc lên buồn buồn cái quơ tao qua lại bóc một tờ báo hay là cái gì đó, giấy gì cũng được, cũng cầm coi đại một cái. Nên mình không có chịu để con mắt mình trống. Mình không có chịu để cái tâm mình ở yên. Để ý rồi ai mà ngồi không được. Chỉ trừ trường hợp chúng ta ngồi giảng gắng ngồi yên. Chứ người bình thường bỏ chúng ta ngồi trong nhà đây, thấy mình mất cười lắm. Nếu mà chúng ta đặt một cái camera quay mình suốt ngày thấy tức cười lắm. Mình giống y như con khỉ vậy. Mới đặt chân lên ngồi ghế quay lại cái bóc này ra coi cái gì. Chứ bây giờ mà nó đang hiện trước mắt mình mà kêu mình đừng có coi, thấy nó khó chịu lắm. Ở bên tai mình nó thấy có cái gì lạ lạ, mình có thò thò bóc mình coi nó cứng hay nó mềm. À, y như con khỉ rồi, cái bóng này chụp con kia, bóng kia chụp nọ. Tức là luôn luôn tìm cảnh sở duyên. Thế là chúng ta luôn luôn nương tựa cảnh duyên bên ngoài để mình mới có thể sống được. Còn ngồi không chúng ta chịu không nổi. Thành ra cái người nào mà có giỏi á, có tu giỏi ha, là ở trong một cái thất trống. Không có cho tụng kinh nè, không có cho ngồi thiền, không có cho đọc sách, không có cho nghe băng nghe nhạc gì hết á. Ở không thôi. Người nào dám làm vậy tôi nuôi. Nó khó chịu vô cùng ấy. Ở không nó khó chịu dữ lắm. Cái tâm của mình nó luôn luôn tìm cái để nó duyên. Rõ ràng là ở đây Đức Phật nói là cái sở duyên bên ngoài là trả về cho sự phân biệt. Rất là đúng. Nó đúng khiến cái đời chúng ta nhìn thấy nó cười lắm.
Chưa bao giờ ai chịu ở không hết á. Mấy chịu không? Bây giờ nếu mà nằm không hổ đọc sách đó, nằm xuống mà không còn làm gì nổi nữa thì cái đầu mình bắt đầu hoạt động, mới nghĩ chuyện này nghĩ chuyện kia. Nếu mình kiếm cái gì đó để mình nương, chứ chưa bao giờ mình dám sống một mình mà không có gì. Người nào mà dám sống một mình giữa trời này á thì người đó gần với đạo ghê gớm lắm. Nhưng mà ít ai làm được điều này lắm. Sáng rồi xách xe đi khúc đường thấy à, ông này là cầm tờ báo, ông kia là khoét ly cà phê, ông nọ là hút điếu thuốc. Là phải có cái gì hay có cái gì á, tay chân mình mà ngồi không vậy hả, mà đừng nhúc nhích, không bao giờ chịu nổi. Cái miệng mình mà không nói chuyện với ai, cái đầu mình mà không có đọc cái gì á là mình không bao giờ chịu nổi. Do cái tâm chúng ta luôn luôn tìm chỗ nương tựa, chúng ta không bao giờ chấp nhận cái sự thật hiện hữu rỗng lặng thanh tịnh của mình. Mình luôn khuấy mình cho động. Thực sự là mình luôn khuấy mình để cho mình động lên, chứ mình không có chấp nhận cái chỗ bình yên này. Cái cuộc sống chúng ta luôn là như vậy. Ngồi lại thấy cười lắm. Thử hôm nào mà ai có cái điều kiện á ha, cái chúng ta ở nhà riêng mà mướn gắn cái máy camera trong nhà để quay tất cả mọi hành động của mình coi thấy cười lắm. Tiếc là đừng có làm gì hết luôn ha. Dọn cái nhà thật sự trống. Cái kiểu ngứa ngáy của mình mới cười lắm. Kiểu ngứa ngáy mình mới cười lắm. Rồi không có tay vậy ngồi hồi móc cho lủng cái ghế một miếng. Mình chưa bao giờ để cho mình ở không cái gì hết, vui lắm. Đó, mình mà có một cái lần mình ngồi không rồi mình thấy tức cười cuộc đời này ghê lắm. Mình chưa có cái kinh nghiệm đó, mình thấy nó giống như lạ, nhưng mà ngồi nghiệm kỹ là cái lên xe để ý nha, lên xe hơi mà đi á, lỡ mình ngồi chiếc xe nào cái mình không ai nói chuyện, mình ngồi hồi là mình xuống cái băng ghế lủng lỗ. móc cho nó dần cái cục mỡ đó ra, mình gờ gờ tay mình có cái gì ngứa là bắt đầu mình bứt. Nói chuyện hồi là coi như mình gách một tờ giấy hay là mình bứt người giặt áo rồi đó, cái tay không chịu, miệng mình thì đang tiếp xúc người khác nhưng mà tay mang hồi cũng bứt nút áo hay là xé cái giặt gì đó, chứ không bao giờ để cái tay yên. Cái đời sống chúng ta là luôn như vậy. Tức là tâm chúng ta luôn luôn là tìm một chỗ nào đó nó nương được, nó tựa được. Và nó luôn luôn mà thay đổi. Nó cũng chán, ví dụ như cầm hồi này là thấy không chịu, cái mình cầm cái kia không chịu, mình cầm cái nọ, mình thay đổi liên tục. Đời sống chúng ta luôn luôn bị thay đổi, dao động bất thường, bất an. Bất thường mà kèm theo bất an nữa. Rõ ràng là chúng ta bất an thật sự trong đời này. Khi nào mà chúng ta bình an thật sự, ngồi lại với chính mình được một lần á, thì lúc đó người ở trong nhà thiền gọi là chúng ta có được cái đất để chúng ta sống. Rõ ràng là giờ chúng ta không có đất sống. À, ruộng đất phì nhiêu vậy chứ rõ ràng là chúng ta không có đất để sống. Nên là chúng ta không biết đứng ở đâu á, chúng ta không biết trụ ở đâu, chúng ta không biết an ở đâu cho chính mình hết. Nghiệm kỹ là coi mình không có chỗ để mình an. Chúng ta không có đất đứng, không có cái chỗ nào để chúng ta đứng trong tự tâm mình hết á. Bao giờ mà ai chịu ở không, đừng có đọc kinh, đừng có đọc sách, đừng có tọa thiền, đừng có làm gì hết, đừng có nói chuyện với ai, không có đọc báo, không có nghe băng gì hết á. Ba ngày mà thấy bình an được á, tới đây tôi thưởng, tới đây tôi thưởng ba ngày. Khó chịu vô cùng, nên là mới về nhà đi công chuyện mà mới về nhà đóng cửa cũng mệt gần chết rồi, mà về đóng cửa mà thấy có mình cái mình không chịu được, đi ra sớm bắt đầu mới kể cái chuyện mình đi hôm qua. Mình đi hôm qua vui dữ lắm, vui thế này vô thế kia, tức là mình không có chịu nghỉ, thay vì đi mệt gần chết về đóng cửa cái rồng lại mình nghỉ thì không chịu, rồi bước ra phải kể chuyện với người ta. Chứ nằm mình là thấy nó trống vắng, nằm mình thấy trống vắng, ngồi mình thấy trống vắng, và rõ ràng là chúng ta không chịu cái sự trống vắng này. Chính cái không chịu trống vắng mà chúng ta phải hướng ngoại để tìm. Mà do chúng ta hướng ngoại tìm đó là chúng ta bị xa rời cái chân tánh của mình. Chứ nếu như chúng ta chấp nhận cái sự thật hiện hữu nó đang tồn tại ở chính mình đó, thì cái sự thật nó luôn rỗng lặng, thanh tịnh. Ai cũng vậy, luôn luôn rỗng lặng, thanh tịnh, nhưng mà mình bị tự mình khuấy mình lên. Thành ra cái sở duyên là trả về cho sự phân biệt. Nếu chúng ta không còn cái sự phân biệt nữa thì cái cảnh sở duyên bên ngoài cũng mất với mình. Tức là chúng ta mất đối tượng. Chúng ta không phân biệt thì tự động chúng ta mất đối tượng. Và chúng ta không có đối tượng tức là chúng ta không phân biệt. Còn phân biệt thì luôn luôn có đối tượng. Ví dụ như bây giờ mình nhìn cái khoảng không này thì đâu có gì để mình phân biệt, nhưng mà cái không đó vẫn là đối tượng để mình thấy, mình biết nó đang hiện hữu với mình là một cái khoảng không. Tức là chúng ta cũng tìm cái để chúng ta duyên, chứ chúng ta không bao giờ mà thôi đi cái duyên, thôi đi cái nương tựa. Đó là cái điều khó. Đó thì ở đây Đức Phật nói cái rỗng không trả về cho hư không. Tức là cái rỗng không kia chính là hư không rồi.
cái mù mịt trả về cho bụi, cái trong sáng trả về cho tờ trạnh, tức là sau khi trời mưa rồi thì tờ trong. Tất cả những cái có ra trong thế gian đều không ngoài các thứ này. Tức là đây là Đức Phật thu gom tất cả những cái thế pháp, thế khí, thế gian, để cho chúng ta thấy rằng tất cả mọi cái đều có cái sở duyên, đều có cái sở quy của nó. Thì tất cả những cái đó đều không phải là cái thật của chính mình. Đó, cái mặt trời, ánh sáng, tối, tâm, mù mịt, là thông, bích, vân vân, tờ trong, mây tạnh, đó, tất cả những cái đó là những cái bên ngoài, và đó là thế khí, thế gian. Còn cái tính thấy sáng suốt của ông, thấy tám thứ kia, ông muốn trả nó về đâu? Vì sao? Vì nếu trả về cho sáng thì khi tối đến cũng không thấy tối. Tuy sáng tối mỗi mỗi đều sai khác, nhưng cái thấy không sai khác. Các thứ có thể trả về được, tự nhiên chẳng phải ông. Cái ông không thể trả về được, chẳng phải ông, thì là cái gì? Ắt biết tâm ông vốn nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, mà ông tự mê muội bỏ mất tính bản nhiên, đành chịu luân hồi, thường bị trôi nổi chìm đắm trong sanh tử. Thế nên Như Lai nói là đáng thương xót vậy. Bây giờ Đức Phật kết luận và chỉ cho chúng ta. Thì ánh sáng là trả cho mặt trời, phải không? Cái tối là trả cho đêm không trăng. Cái bích là trả cho tường vách. Cái thông là cho cửa. Cái khoảng trống hư không, trống rỗng là trả về cho hư không. Thì tất cả những cái mà trả về đó đó, thì Đức Phật khẳng định cái đó không phải là cái mình. Còn mình là cái không trả về đâu, tức là cái tánh thấy của mình, thấy tám cái thứ đó đó, cái đó trả về đâu? Có chỗ trả về không? Đó, thì ở chỗ này Đức Phật kết luận là thế gian này ngoài cái sáng, cái tối, cái thông, cái bích, cái bù mịt, cái rỗng lặng vân vân, thì trong tám cái mà Đức Phật kể từ trước thì đều có cái chỗ về của nó. Nhưng mà cái sáng suốt nhiệm màu của chúng ta nó không có chỗ về, thì đó là cái chỗ thanh tịnh của mình. Và cái thứ hai Đức Phật nói, nếu bây giờ cái thấy mình mà trả về cho ánh sáng á, thì cái tối tới mình sẽ không thấy tối. Nhưng mà thử ngang đây mà sụp tối, không có ánh sáng mặt trời, thì chúng ta vẫn thấy tối, đúng không? Hoặc là cái thấy mà chúng ta được trả về cái tối á, thì cái sáng lại chúng ta không thấy. Hoặc là cái thấy chúng ta mà trả về cái chỗ thông á, thì cái bích chúng ta sẽ không thấy. Trả về cái hư không thì cái tường vách chúng ta sẽ không thấy, vân vân. Thì trong tám cái này không phải là chỗ trả về của tánh thấy. Thì vậy là tánh thấy nằm ngoài tám cái này, tức là nằm ngoài cái sự thanh diệt của chúng ta. Đó là cái mà Đức Phật muốn chỉ mình. Cho nên nếu tất cả chúng ta ngồi mà chiêm nghiệm tất cả mọi cái đều có cái chỗ trở về của nó, riêng cái thấy không phải là cái trở về. Tức là ở nơi chúng ta có cái thấy đó, nơi chúng ta có cái biết đó, cái đó là cái bản nguyên thanh tịnh của chúng ta. Thì Đức Phật nói là nếu mà tất cả chúng sanh đều nhận được cái này á, thì gọi là cái người có trí. Còn người mà chưa nhận được chỗ này thì gọi là cái người si mê, đáng thương xót vậy. Ra khi mà chúng ta nhìn ngắm mọi vật, chúng ta tập theo cái kiểu chỉ dạy này, đây cũng là một cái cách công phu của Đức Phật dạy á. Đức Phật dạy chúng ta công phu. Đức Phật ví dụ như bây giờ cái sáng trả về mặt trời, thì Đức Phật mới so sánh là bây giờ nếu mà cái thấy của mình mà nó theo ánh sáng để nó đi á, giờ trời tối tới là nó hoàn toàn nó không thấy. Nhưng mà này không có, có tối đi nữa thì chúng ta thấy tối liền. Rồi là thấy bụi bặm, thì khi mà cái mắt chúng ta đang thấy bụi bặm, bụi bặm nó mất đi thì chúng ta thấy cái đời trong suốt, không còn bụi nữa. Thì vậy là cái thấy này nó không theo duyên cảnh mà hoại đi. Dù duyên cảnh như thế nào nó vẫn hiện hữu rõ ràng như thế đó. Thì đó mới chính là cái thấy nhiệm màu thanh tịnh sáng suốt, không từng mê muội của chúng ta. Thì cái người tu Phật phải nhận ra được cái này. Dù chúng ta chưa nhận được thì chúng ta phải tin, phải hiểu, phải chấp nhận được một cái sự thật. Đó như là chúng ta luôn luôn có cái này. Bây giờ Đức Phật dạy tiếp. A Nan thưa con tuy biết tính thấy này không trả về đâu, nhưng làm sao biết nó là chân tính của con? Giống mình không? Phật bảo A Nan, nay tôi hỏi ông, hiện nay ông chưa được quả vô lậu thanh tịnh, do nương theo oai thần của Phật mà thấy được cõi sơ thiền, không bị chướng ngại. Ông A Na Lực Đà thì thấy cõi Diêm Phù Đề như xem trái Im Ma La để trong bàn tay,
các vị Bồ Tát vân vân, thấy cả trăm ngàn cõi thế giới mười phương Như Lai đều thấy cùng tận các cõi nước thanh tịnh như số vi trần, không sót chỗ nào. Còn chúng sanh thì xem thấy không quá gan tắc. A Nan, lại tôi với ông cùng xem cung điện của Tứ Thiên Vương ở khoảng giữa, xem khắp những vật ở dưới nước, trên mặt đất và trong hư không. Tuy có nhiều hình tượng tối sáng khác nhau nhưng đều là cảnh triền tầng phân biệt ngăn ngại. Ông hãy ở nơi đó phân biệt cái gì là mình, cái gì là vật. Nay tôi cho ông lựa chọn trong cái thấy, cái gì là tâm thể của ông, cái gì là hình tượng của sự vật. A Nan, cùng tột sức thấy của ông từ mặt trời, mặt trăng chính là vật, chẳng phải ông. Cho nên thấy kim sơn xem xét cùng khắp, tuy có những thứ hào quang cũng là vật, chẳng phải ông. Lần lần xem thấy mây kéo đến, rồi chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, rau cỏ, người thú, thải đều là vật chứ chẳng phải là ông. Thì đây Đức Phật bắt đầu dẫn từ từ để cho chúng ta nhận ra tánh thấy. Tại vì A Nan á, thì bây giờ nghe Đức Phật nói là tin rằng mình có tánh thấy rồi ha, nhưng mà tin thì tin nhưng mà không biết làm sao, lý do nào nó được gọi là nó chân tính của mình. Tức là Đức Phật nói là hồi nãy là Ngài đang chấp nhận là mình có cái thấy không trả về đâu, thì thôi thì con cũng chấp nhận, cũng biết cái điều đó Đức Phật nói là đúng rồi đó, con cũng thấy được điều đó. Nhưng mà lấy lý do gì mà chứng minh rằng đó là chân tính của con, chân tính nhiệm màu của con, phải không? Đây Phật bảo á, khi mà Ngài A Nan chưa có được quả vô lậu thanh tịnh, thì Đức Phật có một cái lần vận dụng cái thần lực của Đức Phật để cho A Nan thấy được cõi sơ thiền, thấy được cõi trời sơ thiền thiên, chỗ đó thanh tịnh không bị chướng ngại. Rồi Ngài A Na Luật á, khi mà chứng cái đạo quả A La Hán rồi, thì thấy cái cõi Diêm Phù Đề này, tức là nguyên cõi Diêm Phù Đề, giống như cái trái Amala, chúng ta tưởng tượng giống như một trái bưởi đã chanh để lòng bàn tay, thấy rất rõ ràng. Nhưng mà các vị Bồ Tát á, thì thấy ngàn muôn cõi thế giới ở mười phương, thấy tận các nước thanh tịnh như số vi trần, chẳng sót cõi nào. Còn cái thấy chúng sanh thì không quá gan tắc. Tức là bây giờ một người chưa chứng thánh như mình thì phía sau cái tường này cái gì mình có thấy không? Không thấy, không thấy nổi. Nhưng các vị Bồ Tát không phải thấy cái kiểu con mắt của mình, mà với trí tuệ của Ngài, Ngài nhập trong cái pháp giới thì Ngài thấy mười phương cõi nước, không cần phải có cái ánh sáng của mặt trời, mặt trăng gì, các vị vẫn thấy được. Và không cần nhìn bằng con mắt bình thường, các vị vẫn thấy được cõi nước mười phương. Chứ không phải như chúng ta thấy qua gan tắc, nếu mà cái gì che ngang trước mắt là chúng ta hết thấy liền. Không phải như vậy. Các vị đều bằng cái chỗ chứng đạo của mình trong cõi nước mười phương đều thấy một cách tường tận rõ ràng, thì đó mới là cái chân thật. Còn từ trước đến giờ mình nghĩ rằng mình thấy, mình biết, thì cái thấy biết mình nó chỉ trong gan tắc thôi, đó là cái biết của chúng sanh. Cho nên đó là thay vì Đức Phật trả lời như biết thế nào gọi là cái chân tâm của mình, thì ở đây Đức Phật mới bắt đầu giới thiệu cái chân tâm này. Cái chân tâm của chúng ta nó trùm khắp pháp giới này. Khi mà chúng ta không còn bị ngăn ngại trong thân căn ngũ quẩn này thì chúng ta thấy khắp pháp giới này không bị ngăn ngại. Còn khi nào mà chúng ta thấy mà nó không qua tường vách nổi, tức là cái thấy chúng ta tông gan tắc thôi. Cái nghe chúng ta có một cái đoạn mà chúng ta không thể nghe quá 10 cây số, 20 cây số. Thì là cái khả năng hay biết của cái thân căn ngũ quẩn của chúng ta, cái tâm thức của chúng ta còn lệ thuộc trong thân căn ngũ quẩn, thì cái thấy của chúng ta còn trong chừng hạn, trong gan tắc. Còn nếu như khi nào mà chúng ta vượt qua khỏi thân căn ngũ quẩn này thì chúng ta sẽ thấy khắp mười phương pháp giới, không có cái gì ngăn ngại cả. Đó giống như Đức Phật ví dụ từ từ cho chúng ta thấy á, Ngài A Nan thì chưa chứng đạo quả gì, nhưng mà nương thần lực của Đức Phật thì được thấy cõi sơ thiền. Đức Phật dùng thần lực của mình để cho A Nan có một phút chốc vượt ra cái thân căn của mình để thấy được cái cõi sơ thiền mà không ngăn ngại. Rồi tới dẫn cái ngày A Na Luật á, khi chứng quả A La Hán rồi, không những thấy hết cái cõi Ta Bà chúng ta có bao nhiêu chúng sanh, mà thấy luôn cái cõi Diêm Phù Đề, tức là cõi sơ thiền, nhị thiền, tam thiền, tứ thiền, rồi cõi không tức là cõi mà cõi dục, cõi sắc và cõi vô sắc của chúng ta. Thì các vị thấy rõ như là thấy một cái trái cây ở trong lòng bàn tay, không có gì khuất mắt. Nhưng mình bây giờ ví dụ như mình có nhìn đi nữa thì qua cái tường là chúng ta hết thấy rồi. Có cố gắng nghe nữa ra tới ngoài lộ là chúng ta hết nghe rồi. Nên chúng ta cái thấy chúng ta còn hạn cuộc, tức là cái thấy đó là cái thấy của chúng sanh còn bị kẹt trong thân ngũ quẩn. Nên Đức Phật muốn giới thiệu như thế này, tức là muốn nói tới cái khả năng thấy biết của chân tâm của mình,
mà khi mọi người đã phá vỡ thân căn ngũ uẩn rồi, vượt ra thân căn ngũ uẩn rồi, thì cái thấy biết đó là trùm khắp tam thiên đại thiên thế giới, không có gì ngăn bích, cho nên đó mới là cái chân tánh của mình. Đức Phật muốn giới thiệu với A Nan điều đó. Như vậy là Đức Phật nói là A Nan xem thấy cung điện của cõi trời tứ thiên vương, là thấy núi sông cây rừng đất đá vân vân, tất cả những cái đó đều là những cái tiền trần chứ không phải là cái thấy của mình. Và tất cả những cái hay biết, tất cả những đối tượng khác nhau mà ngài A Nan thấy được, phân biệt được, tất cả những cái gì mà còn phân biệt được, còn lựa chọn được trong cái thấy của mình, thì cái thấy đó vẫn còn là cái thấy bên ngoài, tức là cảnh tiền trần. Tức là tất cả những cái mà chúng ta tiếp nhận được trong đời này, dù cái đó là cái gì, thì nó cũng là tiền trần chứ không phải là cái của mình. Đây là điều mà Đức Phật muốn khẳng định với chúng ta điều đó. Để chúng ta tự xét lại, Đức Phật muốn chúng ta xét lại tất cả mọi cái gì là mình, cái gì không phải là mình. Thì khi mà thấy cái hào quang của Đức Phật nè, rồi xem thấy là chim bay, gió động, bụi giấy, cây cối, núi sông, rau cỏ, người thú thảy đều là cái vật, là đối tượng chứ không phải là mình, là cái gì bên ngoài này chứ không phải là mình. Đó, Đức Phật muốn khẳng định chúng ta điều đó. Tức là đầu tiên ngài A Nan nói là ngài tin ở mình có chánh thấy, nhưng mà làm sao để cho biết rằng đó là cái chân tâm của mình, thì Đức Phật mới giới thiệu từ cái quả sơ thiền, tức là từ cảnh trời sơ thiền mà khi Đức Phật dùng thần lực để cho ngài A Nan thấy không bị ngăn ngại rồi, Đức Phật mới giới thiệu tới cảnh giới của một vị chứng quả A La Hán, thì bắt đầu thấy rộng hơn, thấy cõi diêm phù đề này giống như thấy cái vật đang ở trước mắt của mình. Rồi rộng hơn nữa là các vị chứng quả Bồ Tát, thì thấy mười phương cõi nước không có một cái cõi nào mà khuất lấp đối với vị chứng quả Bồ Tát cả. Cho tới chứng quả Phật thì thông đồng mười phương pháp giới là không có chỗ nào bị ngăn bích rồi. Thì đó là Đức Phật muốn nói tới cái năng lực của chân tâm của mình. Khi mà chúng ta rời bỏ cái thân căn ngũ uẩn này một lần, thì chúng ta sẽ có cái thấy biết trùm khắp như thế. Và rồi Đức Phật cũng muốn rà lại để cho ngài A Nan thấy là tất cả những cái đối tượng, những cái thấy biết nơi thân căn ngũ uẩn của chúng ta, lục căn chúng ta tiếp xúc, lục trần chúng ta thấy cái gì, chúng ta nghe cái gì, chúng ta ngửi cái gì, chúng ta nếm cái gì, chúng ta xúc chạm cái gì trong đời này, đều là vật chứ không phải là mình. Cái đó không phải là mình, cho nên đừng có chấp nhận trên đó để mà buồn thương giận ghét nơi đó, không? Chúng ta nên đừng bao giờ chấp cái trần cảnh, dù trần cảnh đó là cái gì, cho tới cái hào quang của Đức Phật cũng là cái bên ngoài. Cho tới núi son, cây rừng, đất đá, gió, bụi, cây, núi non đều là cái bên ngoài. Thì vậy là Đức Phật muốn khẳng định với chúng ta rằng cái gì mà còn thấy được thì cái đó là cái bên ngoài. Không? Để chúng ta tự loại trừ từ từ. Kinh Lăng Nghiêm là cách để loại trừ tất cả những cái lầm lẫn của mình trong đời sống này. Cho nên khi nghe Kinh Lăng Nghiêm, để Đức Phật phân biệt từng chút, là chúng ta rơi rụng từng chút. Cái gì nên để ý điều này. Đó, thì tất cả những cái mà nãy giờ Đức Phật nói không phải là mình, thì mình ngang đây mình không được quyền chấp nhận nữa, phải không? Chúng ta không tiếp tục chấp nhận nữa để chúng ta còn lại cái gì đó. Đó là cái cách mà chúng ta học Kinh Lăng Nghiêm, chứ không phải chúng ta học để hiểu thêm cái điều gì. Thì đến đâu Đức Phật loại trừ đến đâu là chúng ta phải biết rơi rụng tới đó. Đó là cách mà chúng ta học Lăng Nghiêm. Tại vì từ đầu tới giờ là Đức Phật đã chỉnh cái thấy của mình, không? Nói cái tâm của mình không nằm ở trong, không nằm ở ngoài, không ở khoảng giữa, vân vân. Tất cả những cái đó để cho Đức Phật chỉnh lại cho chúng ta hiểu cái tâm mình đang ở chỗ nào. Thì Đức Phật muốn chỉ cái tánh thấy của mình thường trú như thế nào, thì tất cả mọi cái đều có sở quy của nó. Bây giờ cái tánh thấy là không trả về. Rồi bây giờ Đức Phật muốn nói cái năng lực của tánh thấy là tới chứng quả Bồ Tát, chứng quả Phật, thì thấy trùm khắp pháp giới, chứ không phải thấy hạn cuộc như một chúng sanh còn kẹt trong thân này. Nó từng cái để chúng ta tự loại trừ, xây dựng lòng tin từ từ đối với tự tánh chân thật, và loại trừ tất cả những cái không thuộc về mình, để cuối cùng là còn cái chân tâm hiện hữu. Cho nên khi học Lăng Nghiêm là chúng ta học từng bài một để chúng ta loại hết tất cả những cái lầm lẫn từ trước đến giờ, những cái chấp trước sai lầm của mình từ trước đến giờ, rụng từ từ theo từng cái lối lý luận ở trong kinh này, để chúng ta còn nguyên vẹn cái chân thật. Mà cái không loại trừ được thì lúc đó gọi là chúng ta ngộ đạo. A Nan, cái tính chất của các vật xa gần tuy có sai khác nhau, nhưng đều là vật do tính thấy trong sạch của ông xem thấy. Vậy cái loại, các loại kia tự nó có sự sai khác, mà tính thấy của ông thì không sai khác. Tính thấy sáng suốt nhiệm màu này quả thật là tính thấy của ông. Nếu tính thấy là vật thì ông cũng có thể thấy được cái thấy của tôi.
Nếu khi đồng thấy sự vật mà gọi là thấy cái thấy của tôi, vậy khi tôi thấy sao ông không thấy chỗ không thấy của tôi? Nếu ông thấy được cái không thấy thì tự nhiên nó phải là tướng của cái không thấy kia. Nếu ông không thấy được chỗ không thấy của tôi thì cái thấy bản nhiên không phải là vật, sao lại không phải là ông? Đoạn này hơi bị khó hiểu, là chúng ta để ý cái đoạn này nè. Bây giờ Đức Phật lại nói cái thấy xa, cái thấy gần. Ví dụ như bây giờ chúng ta thấy mặt trời là hơi xa phải không? Thấy gần như là chúng ta thấy cây cột, thấy cái nhà là gần mình. Chúng ta thấy cái núi đằng kia là xa, nhưng chúng ta thấy cái tường, cái vách là gần mình. Chúng ta thấy cái gần mình là cái bàn, cái ghế, cái tủ gần mình, và cái phản hư không xa, ví dụ vậy. Thì cái xa, cái gần đều là cái sự sai biệt, sai khác nhau. Nhưng cái thấy chúng ta là không thay đổi. Thì chúng ta phải nghiệm lại cái điều này nha. Đức Phật ví dụ cho mình thấy mặt trời, mặt trăng, rồi thấy núi, sông, cây gần, cái xa, cái gần đó, thì mỗi cái đều có một cái sự sai biệt. Dù xa, dù gần, thì tất cả những cái xa gần đó là một sự sai biệt trong cái mà bị mình thấy. Những cái bị mình thấy thì nó luôn sai biệt. Còn cái thấy của mình thì thấy tất cả những cái kia, nhưng cái thấy của mình là nguyên vẹn như vậy, không phải sai biệt. Nhưng chúng ta thấy rằng tính từ từ Đức Phật nói là nó thay đổi rồi, bây giờ tới cái sai biệt nè. Tức là hồi nãy tất cả những cái vật đều có chỗ trở về của nó, thì tánh thấy không trở về. Bây giờ Đức Phật mới nói tới cái điều thứ hai là có cái sự sai biệt trong cái thấy. Tức là cái thấy của chúng ta là thấy có lớn, có nhỏ, có sáng, có tối, có xa, có gần. Thì mỗi cái mà bị chúng ta thấy thì cái đó nó khác nhau hoàn toàn. Nhưng mà cái thấy của mình là không khác, từ đầu tới giờ là mình chỉ nguyên là cái thấy nó không khác. Đúng không? Giống như âm thanh chúng ta đang nghe thì có âm thanh lớn, âm thanh nhỏ, âm thanh đúng, âm thanh sai, âm thanh hay, âm thanh dở. Nhưng cái âm thanh đó là sai khác với nhau, nhưng cái đang nghe âm thanh là không sai khác. Đây cái ý thứ hai mà Đức Phật muốn nói tới cái điều này. Và cái đoạn dưới thì nó hơi khó hơn. Tức là bây giờ á, Đức Phật muốn nói tới cái thấy mình nó không phải là vật. Ví dụ như bây giờ tất cả chúng ta đều nhìn về cái bàn này, thì tất cả chúng ta ngồi trong hội trường này đều thấy cái bàn một lượt. Nhưng mà mình có thấy cái thấy của bạn mình đang thấy cái bàn không? Không thấy được, không thấy được. Thì cái đó, cái thấy đó nó không phải là vật, cho nên mình không thấy được. Cái ý Đức Phật muốn nói tất cả mọi cái mà do mình thấy thì nó là vật. Nhưng mà cái thấy của mình nó không phải là vật, nó không phải là hình tướng. Cho nên hai người đồng nhìn về một cái, nhưng mà ví dụ như hai người nhìn về cái ly, thì hai người chỉ thấy cái ly thôi. Chứ người A thì không thể thấy cái ly của người B. Người B không thể thấy cái ly của người A. Cái đoạn lý luận này nó rất là khúc chiết, nhưng mà chúng ta hiểu cái ý gọn như vậy. Tức là ở đây Đức Phật lý luận tới lý luận lui để chúng ta thấy rằng cái điều Đức Phật muốn chỉ nữa là cái thấy mình nó không sai khác rồi, và cái thấy mình nó không phải là vật, nó không phải là vật. Thì nó là cái gì? Nó là chân tâm. Cái chân tâm của mình nó không phải là vật. Cho nên khi mà chúng ta thấy, bạn mình cũng thấy, mọi người xung quanh đều thấy như nhau, nhưng mà không người nào thấy được cái thấy của người nào hết. Chính cái thấy không có hình sắc đó mà nó thấy được mọi cái, thì cái đó mới là cái tánh thấy của chính mình. Đó mới được gọi là chân tâm của mình, chứ không phải ai. Phải không? Đây là cái ý Đức Phật muốn nói đoạn này. Nếu mà mình thấy được cái thấy của người khác thì cái thấy của người đó không phải là tánh thấy của họ. Nhưng mà sự thật thì chúng ta không có thấy được cái thấy người khác. Sự thật thì chúng ta không nghe được cái nghe của người khác. Cho nên á, là chúng ta có thể đặt một câu hỏi lắc léo với một người nào đó, họ nói là họ hiểu biết chân tâm, hiểu biết Phật tánh gì đó. Thì chúng ta thử đặt một câu hỏi với họ đơn giản thôi, là bây giờ thì á, là ngồi đây tất cả chúng ta đều nhìn thấy một cái sự vật, tất cả chúng ta đều ngồi đây để nghe một âm thanh, thì cái gì đồng và cái gì khác? Cái gì đồng nhau và cái gì khác nhau? Ai phân biệt được cái này là có thưởng. À, bây giờ là đồng rồi, đồng tất cả mọi cái đều thấy như vậy, thấy một sự vật, thì rõ ràng là chúng ta mới thấy rõ ràng cái điều mà Đức Phật chưa nói, nhưng mà chúng ta sẽ nói. Tức là trong chúng ta có một cái tất cả đều nhìn thấy một sự vật này, thì cái thấy này nó không cản trở cái thấy kia nữa.
Do nó không phải là vật, cho nên chúng ta đồng thấy 1 tỷ người ngồi đây cũng đều thấy sự vật, nhưng mà không có thấy nào cản trở cái nào. Phải không? Trong tất cả chúng ta ngồi đây đang nghe âm thanh, nhưng mà không có cái nghe nào cản trở âm thanh, cái nghe nào. Có âm thanh là chúng ta đồng nhất nghe như nhau. Có âm thanh là chúng ta đồng hay biết một lượt, không trước, không sau, không có cái ai mà nghe nhanh hơn người khác. Lý do? Ai giải thích được lý do này thì người đó có thưởng. Bây giờ ví dụ như một âm thanh đồng hiện ra, một tiếng chúng tôi nói ra là quý vị ngồi đây đều nghe một lượt, không ai nghe trước hay sau đâu. À, nhưng tại sao cái người ngồi tuốt ngoài kia vẫn nghe một lượt, và người ngồi gần ở đây vẫn nghe một lượt? Đồng một cái thời khắc đó, tất cả chúng ta ngồi đây đều nghe một lượt âm thanh đó, chứ không có vụ nghe trước hay sau á. Nếu mà đem máy để đo cái dao động mà tới chỗ mình đó là nó như nhau. Đồng một lượt đó chúng ta đều nghe một âm thanh, thì người ngồi xa cũng nghe âm thanh đúng trong thời khắc đó, và người ngồi gần cũng nghe âm thanh thời khắc đó. Lý do tại sao? Lý do tại sao? Ai mà phân biệt được lý do này thì người đó có một chút hiểu về cái tự tánh của mình. Tại sao chúng ta ngồi đây nghe một lượt, người ngồi xa người gần rõ ràng chứ không? Mà nghe một lượt là lý do gì? Lý do gì? Nếu mà âm thanh mà nó chạy tới lỗ tai quý vị á, thì ngồi gần phải nghe trước, ngồi ở kế đó phải nghe kế, đúng không? Ngồi ở sau phải nghe kế, và người ngồi ở xa phải nghe sau cùng. Thì là âm thanh chạy tới lỗ tai chúng ta để chúng ta nghe hay sao? Nên để chúng ta chiêm nghiệm ha. Bây giờ chúng ta nghĩ. Kỳ sau hy vọng là chúng ta sẽ trả lời được câu hỏi này. À, thôi giờ chúng ta nghỉ ha. Chúng sanh vô biên thệ nguyện độ đạo trong viên thành.